xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì kính thưa quý vị, cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật và ủng hộ cho những cơ sở thương mại. Thì chúng con cũng xin tiếp tục về vấn đề mà giáo lý của Đức Phật đem lại lợi ích cho số đông và chư thiên và nhân loại để có những cái sự tái sanh, sự tái sanh luân hồi sẽ tạo nên một cái sự sống mà chúng ta ra đi để được một cái cảnh giới tốt đẹp hơn. Thì kính Hòa Thượng Chủ tịch với Thượng Tọa Đồng Trí, thì ở trong cái trái đất của chúng ta đang sống có khoảng hơn 8 tỷ người. Thì đa phần nghĩ rằng là chết rồi là hết, giống như cái duy vật thời xưa. Và cũng là khi sau khi chết là sống đời đời ở một cảnh giới thiên đường nào đó. Thì khoảng 90 mấy phần trăm điều nghĩ như vậy, thì có cái số mà gần 800 triệu người đạo Phật á, thì nghĩ cái sự nhân quả và luân hồi sự tái sanh. Thì hôm vừa rồi có một cái người này cũng lo cho coi như là chai sức bọt ở chỗ răng cao tiên này, nói thì lâu quá không gặp, nói thời khỏe không huynh. Nói trời ơi, con bây giờ phải lo tùm lum hết, vừa làm mà không đủ tiền mà còn phải hàng tháng phải chu cấp cho hai đứa con, nó khổ quá. Cái sẵn tiện đó, cái Tâm Thành cũng kể câu chuyện mà thời Đức Phật, cái quá khứ kiếp, vô lượng kiếp trong Đại Tạng Kinh đó. Có một lần Ngài là một cái người mà chủ của một cái đồn điền. Thì khi mà xay gạo thì có một cái con lừa, nó thấy một con lừa cái á, nó đang cái tuổi sung, cho nên nó thấy được cái nó nổi dựng lên và nó không có chịu xay để nó xay lúa. Thì ông chủ á, ông mới bảo con lừa như thế này, ông nói này, ngươi muốn á thì cứ xay hết đi, xong rồi ta sẽ cho. Nhưng mà cái xong rồi á, cái con lừa á, nó mới nghe ông chủ, nó cũng vui rồi. Từ vậy á, khi mà nó nghe ông chủ nói như vậy thì nó cũng rất là vui. Và nó xây xong rồi khi mà xây xong rồi đó, thì ông chủ cũng nói nè, thì cái đồ thức ăn á, nhà ngươi mà muốn con lừa kia thì ta chỉ cho một phần của ngươi thôi, còn nếu mà muốn thì ngươi phải chia cái số phần ăn cỏ với đồ ăn thức ăn này cho bạn gái của nhà ngươi, thì có chịu đồng ý thì ta sẽ cho cái bạn gái của ngươi. Thì qua cái câu chuyện Tâm Thành kể lại, có một cái sự nó tương quan tương duyên ở trong cái thế gian này á, tức là khi mà cái xã hội của châu Âu và châu Mỹ ngày nay đó, là họ dùng cái phương pháp là anh á, muốn sanh con ra, anh phải nuôi dưỡng lại những người con của anh. Nếu anh bỏ đi thì anh phải nuôi dưỡng tới 18 tuổi, chỉ trừ ra cái chỗ mà Ả Rập Saudi, cái chỗ mà họ giàu có, họ đầy đủ thôi, chứ còn đa phần là châu Âu, bây giờ châu Mỹ cũng vậy. Thì sự tái sanh, đây là sự tái sanh luân hồi ở trong cái bản thân của Đức Phật vô lượng kiếp. Thì đa số mà trên thế gian này là đa phần nghĩ rằng là sau khi chết là hết, cho nên hưởng thụ thoải mái, có giết ai, có hành hạ ai, có tạo ác gì cũng được lên cõi trời, chỉ cần có ý muốn lên cõi trời là được lên cõi trời thôi. Bạch Hòa Thượng, thì Hòa Thượng nghĩ như thế nào cái sự tái sanh của Đạo Phật để chỉ cho chúng sanh biết, và cái xã hội ngày nay họ nghĩ rằng là sống
là cứ ăn chơi thoải mái và chết rồi là hết bạch hòa thượng. Dạ, 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 một phần. Dạ, xin cảm ơn câu hỏi vừa rồi cũng như là sự chia sẻ của hòa thượng phó chủ tịch. Thưa quý vị, cái từ tái sinh của Phật giáo có một cái nghĩa hết sức là quan trọng. Tiếng Phạn là Buna Bava, tiếng Anh là Rebirth. Rebirth. Thì cái mục tiêu tối hậu của giáo pháp do Đức Phật khai thị là làm sao để giúp cho mỗi một chúng ta chấm dứt vòng luân hồi sinh tử. Việc mà tái sinh không còn nữa, điều đó không có nghĩa rằng là nó rơi vào cái chấp đoạn hay là rơi vào cái chấp thường. Mà ở đây khi mà nói tái sinh là sinh trở lại. Ví dụ như bây giờ chúng ta đời này là con người, sau khi chết chúng ta sẽ sinh vào cái cảnh giới của loài người theo cái nghiệp lực của mình. Bởi vì cái nghiệp lực nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Chúng ta muốn, nhưng mà nếu chúng ta không thực hiện cái ý muốn của mình bằng những cái phương pháp hành trì thì cái ý muốn của chúng ta không thể nào có thể biến thành thực tế. Cứ lấy một cái thí dụ như Đức Đạt Lai Lạt Ma, ngài muốn tái sanh để đóng cái vai trò của một cái biển cả trí tuệ đại dương mênh mông thì cũng phải nỗ lực tu trì thì mới có thể tái sinh trở lại trong cái vai trò của một cái nhà lãnh đạo. Còn bây giờ nếu mà chúng ta muốn tái sanh để kế tục những cái sự nghiệp mà ở cái đời này chúng ta chưa đủ thời gian để hoàn thành thì chúng ta cũng phải có những cái nỗ lực cần thiết thì mới có thể tái sanh được. Còn nếu không thì mình cũng có thể sinh vào cái thế giới loài người do cái lực của nghiệp nó đưa đẩy, nhưng mà có thể là ở một cái thành phần xã hội khác với những cái đời trước mà chúng ta đã từng ở trong một cái địa vị hay là trong một cái vai trò nào đó. Thì cái vấn đề mà tái sanh nó hoàn toàn khác với đản sanh. Đản sanh là do cái nguyện lực, do cái Bồ Tát hạnh, còn tái sanh là do cái nghiệp lực, nhưng mà cũng là cái nguyện lực. Như là trường hợp như chúng tôi đã thưa Đức Đạt Lai Lạt Ma, ngài muốn tái sanh thì cũng bằng cái nguyện lực. Còn nếu mà là những người bình thường thì rất khó để có thể tái sanh, có thể là luân hồi ở những cái cảnh giới thấp hơn, hoặc giả là có thể sanh vào những cái cảnh giới cao hơn. Khi mà nói đến cái vòng luân hồi sinh tử là nói nhiều lắm, cho nên chúng tôi chỉ chia sẻ một ít thôi. Dạ, xin để dạ. Thầy Phật, chúng con cảm ơn Hòa Thượng Chủ tịch thỉnh Hòa Thượng và đồng chí ngài cho biết cái sự tái sanh đó, cái trong Đạo Phật có nhiều cái ý nghĩa như thế nào để giúp cho những người mà đoạn kiến và thường kiến ở trong xã hội của ngày nay ấy Đạo Phật. Kính thưa quý vị, thì như Hòa Thượng có nói về chung nghĩa di vật đó, di vật đó thì nó chỉ nói về vật chất, tức là chết là hết, thân thể này chết là hết, không cần có kiếp sâu gì hết. Thế là quan điểm có đoạn kiến mà chết là hết. Và cũng có nhiều người trong thời nay nghĩ vậy, nhưng mà họ nghĩ vậy rồi họ sống gấp gáp rồi họ hưởng thụ rồi vân vân, họ xa đọa trị lạc. Thế thì về cái khái niệm tái sinh á, bây giờ trong Phật giáo, trong cuộc sống tâm linh cũng vậy, mà trong khoa học cũng vậy, cái khái niệm gọi là energy, tức là hay là cái quan niệm về năng lượng, năng lực á, thì gọi là cũng không có gì mà tự nhiên sinh ra. Năng lượng không tự nhiên sinh ra, mà năng lượng cũng không tự nhiên mất đi. Năng lượng chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Thì cái energy ở trong tự nhiên cũng vậy, mà cái energy ở trong cái thân thể của người cũng vậy. Có nghĩa là cái mà thấy, nghe hay biết đó, chúng ta mượn cái sách chất và vật lý tứ đại, đất nước lửa gió thì cái đấy tan rã, nhưng mà
cái năng lượng mà thấy nghe hay biết hay là gọi là thần thức đó thật là vô lý. Vô lý là tự nhiên cái mà thấy nghe hay biết đấy tới một lúc nào đó nó biến mất, nó không còn nữa. Bởi vì nói như thế là một cái năng lượng của tâm linh vậy, nó vô lý. Thì ở trong Phật giáo và có nhiều tôn giáo cũng có khái niệm tái sanh. Thì cái chữ tái sanh đó là sanh trở lại. Thì nếu mà trong Phật giáo thì có tái sanh ở trong cái lục đạo luân hồi, thiên nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Mà nếu mà người vượt ra khỏi tái sanh luân hồi thì có thể là đến cảnh giới tịnh độ hay là niết bàn. Hoặc là có những người Bồ Tát nhưng mà họ có thể vào tịnh độ niết bàn được, nhưng mà vì nguyện lực vào đời để mà chấp nhận vào cái dòng tái sanh mượn thân người chẳng hạn, hay là thân các loài khác như là Bồ Tát Quan Âm. Thế thì cái tiến trình tái sanh nó xảy ra như thế nào? Thì chúng ta có thể hiểu về mặt duy thức học và về 12 nhân duyên thì quý gọi là tam thế lưỡng trùng nhân quả, chẳng hạn như là ba cái chi đầu là do cái vô minh, cái mê mờ ở từ cái kiếp quá khứ, rồi nó đưa ra những hành nghiệp tạo tác những nghiệp nọ kia, rồi cái nghiệp nó lôi dẫn vào đời, cho nên có câu gọi là phù nghiệp hệ thọ thân vị miễn hành lụy, bấm phụ mẫu chi di thể dạ chúng duyên nhi cộng thành, tuy nãy tứ đại phù trì thường tương vi bội, nghĩa là từ cái nghiệp đấy nó kết hợp với tinh cha huyết mẹ mà nó bước vào một cuộc sống. Thế thì cái vô minh mê mờ đấy, những cái hành nghiệp đấy rồi nó lôi dẫn vào đời được một cái thần thức, thì khi mà tái sanh đó đối với một cơ thể chúng sanh đó cái loài động vật có vú hay là người vân vân thì thường có các yếu tố là tinh cha, là huyết mẹ, là cái thần thức và môi trường thọ thai. Cho dù anh có xin mượn người khác xin giùm hay là xin khoa học hay là xin kiểu gì nữa, nó cũng có đầy đủ bốn yếu tố, là trong đó nó có tinh cha, có huyết mẹ, có một cái thần thức và có một cái môi trường thuận tiện cho cái bào thai phát triển. Thế thôi, anh mượn ở đâu, anh mượn cây chuối, anh mượn ở đâu mà kệ, mượn người, mượn khỉ, mượn gì cũng vậy thôi. Thế thì đó, thì cái thần thức nó vào mượn tinh cha huyết mẹ một cái môi trường mà nó lớn lên theo năm tháng, rồi sau đó cuối cùng là danh sách lục nhập xúc thọ ái tử hữu, rồi tới sanh đĩa ra trưởng lên xưởng thành lên tới lão tử đó. Nhưng mà khi mà con người mà cái hữu, cái bám chấp vào cuộc sống đó, sự tham tiếc cuộc sống là cái động lực của tái sanh đấy. Thì bây giờ mà trong Phật giáo đó thì những cái nghiệp nhân quả nó tiếp nối, nó không có mất, có nghĩa là khi mà gần chết đó, thì cái thân thể này bỏ lại, nhưng mà cái kiết sanh thức đó, là cái kho tàng a lại gia thức, tất cả những tổn chúng tới nghiệp nó nằm trong đó. Chúng ta sẽ chuyển một cái nhà kho từ một cái nhà kho một rẻ này qua một cái nhà kho khác, thế thôi. Thì cái kiết sanh thức mà đó ở bên Nam truyền gọi là tử tâm và tục tâm, còn ở bên Bắc truyền gọi là kiết sanh thức, thì nó vào một cái cơ thể mới. Đó là cái tiến trình tái sinh nó diễn ra, nó chở nguyên cái nhà kho nghiệp báo đi đó. Thì thế thì trong Phật giáo tiến trình tái sinh xảy ra liên tục, và cái thần thức đấy cho đến khi vào tịnh độ yên tịnh ở nơi đó, hoặc là vào niết bàn thường lạc ngã tịnh, thì chắc chắn là cái năng lượng nó không có mất rồi. Và cũng có nhiều cái chứng minh trên thế giới, như là trường hợp tái sanh, hay là những trường hợp mà nhớ kiếp trước, hay là trường hợp những thần đồng vân vân. Thì hy vọng là các Phật tử bà con tin tưởng về cái việc này, cũng như về nhân quả nghiệp báo, để mình ý thức giữ gìn ở trong cái dòng mạng sống, và để chúng ta hiểu rõ hơn và tiếp tục tu hành thiện nghiệp để vào cảnh giới an lành hay là giải thoát. Con cảm ơn Hòa Thượng Chủ tịch và Đồng Thọ Đồng Trí. Thì thật sự ra sự tái sanh này, sự hiểu biết của chúng ta có giới hạn, và thời gian nói chuyện trên này cũng có giới hạn. Thì để muốn biết thêm thì chương trình về cái ngày đại lễ Phật Đản tại Chùa Điều Ngự là thứ bảy tuần này, 10 giờ sáng có cái pháp khất thực, và các vị chư tôn túc sẽ thuyết giảng. Kính thỉnh Hòa Thượng Chủ tịch thì cái ngài cho biết thêm về cái thứ bảy tuần này đại lễ Phật Đản tại Chùa Điều Ngự của Tăng Đoàn và A Di Đà Phật. Kính thỉnh Hòa Thượng. Dạ, Phật, cảm ơn Hòa Thượng, Phó Chủ tịch và ngài ông Quận trưởng. Thưa quý vị, vào thứ bảy này, ngày 10 tháng 6, đúng 10 giờ sáng, thì chư Tăng Ni sẽ khất thực chung quanh Chùa Điều Ngự. Do vậy mà kính mời quý vị để gieo duyên nhằm tích lũy những cái phước báo, những cái công đức lành
về chùa để chúng ta cúng dường nhằm tái hiện lại cái sự sinh hoạt của tăng đoàn trong cái thời mà Đức Phật còn trụ thế. Đây là một cái hình ảnh và nói rằng là nó sẽ giúp đánh thức chúng ta giữa một cái đời sống mà nó quá nhiều cái kém dỗ bởi những cái mãnh lực của vật chất. Sau cái thời khất thực thì có thời thuyết pháp, và đặc biệt là có cái nghi thức khánh đản được cử hành bởi nhiều cái truyền thống của nhiều sắc tộc, nhiều quốc gia khác nhau. Đây là một cái chương trình khánh đản có thể nói rằng là rất rất là đặc thù. Dĩ nhiên là có lễ mộc dục, tức là lễ thắm Phật. Sau đó thì có cái phần phát phần thưởng cho những học sinh ung tú xuất sắc, phần phong sanh và thọ trai, cũng như là phụ diễn văn nghệ, rồi có cái buổi lễ quy tam bảo vân vân. Dĩ nhiên là cái phần mà tiến linh trong mỗi cuối tuần ở tại chùa Điều Ngự thì vẫn duy trì cái đại lễ Phật đản chung của tăng đoàn. Và cái chương trình đại lễ Phật đản thì như quý vị đã theo dõi trên các cái cơ quan truyền thông đại chúng, tôi nói rằng là rất rất là long trọng. Rất mong là quý vị dành thời giờ quý báu của mình, bởi vì mỗi năm chỉ có một lần, đây là cái dịp để chúng ta tự nhắc nhở và đồng thời cũng thể hiện được tấm lòng tri ân và báo ân sâu xa của chúng ta lên Đức Phật. Chúng tôi rất mong được gặp lại quý vị vào lúc 10 giờ sáng. Nếu mà quý vị tranh thủ đến sớm hơn thì nó sẽ dễ dàng cho cái việc đậu xe để 10 giờ chương trình có thể bắt đầu. Bây giờ, xin cảm ơn. Phật, cảm ơn Hòa Thượng Chủ tịch. Thì kính thưa Thượng tọa đồng trí, Thượng tọa có gì khuyến khích cho mọi người thêm không? Bởi vì nhiều người nói trời, con thứ bảy là Chủ nhật là làm cả tuần rồi mệt mỏi, coi như khó khăn vô cùng, phải ở nhà coi như là đủ thứ hết, bận rộn quá nhiều. Bây giờ lên chùa nữa hơi khó khăn quá. Thượng tọa có những cái ý kiến gì để mời và khích lệ cho những người Phật tử họ đến dự lễ và dạ, đạo Phật dạ. Dạ, theo lời của Hòa Thượng MC nói đó, thì ở đời người ta nói là khi mà thích đó, thì tìm cách, khi mà không thích thì tìm lý do. Tức là tìm cách để thực hiện. Thế thì quan trọng là quý vị thích hay không thích. Vậy thì như mà chùa Điều Ngự đã thông báo Phật đản từ lâu, nếu mà thậm chí nếu những người đi làm trong thứ bảy cũng có thể là xin đổi ngày giờ ca để làm vào lúc khác cũng được. Mà nhất là những người mà có thời gian rảnh vào thứ bảy, thì chúng ta thấy là tổ chức Phật đản là khắp nơi trên thế giới để mà tôn vinh, để mà tri ân, để mà góp phần báo ơn cho đấng từ phụ, và để học hỏi lại tấm gương của giáo chủ, của bổn sư, của cha lành. Và chánh nhấn là Phật giáo mà kể từ năm 1999, Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc đã xác định là Đức Phật là một danh nhân văn hóa của nhân loại, và ngày Phật đản là ngày hòa bình và tôn trọng. Họ xác định họ là có bổn phận cùng với cộng đồng Phật giáo trên thế giới, tổ chức Vesak. Thì trải 24 lần qua là họ có trách nhiệm. Thế một cái đấng giáo chủ mà được cả thế giới tôn vinh, long trọng tổ chức như thế, thì chúng ta một cái đại sự nhân duyên như thế, thì chúng ta cũng dành thời gian để mà cùng góp phần hương hoa với cái đóa tâm hương của mình tâm thành đến. Mà đặc biệt là dễ gì quý vị được diện kiến chư tăng từ nhiều tiểu bang khác cùng tới, tại vì cái lễ Phật đản tại Điều Ngự năm nay là lễ Phật đản của tăng đoàn.
Cho nên người ta nói nhất Phật tăng đáo nhất Phật lai, chúng ta kết nối tình pháp duyên tăng, đi trong cái quỹ đạo của ánh sáng, của năng lực an lành. Thế thì chư tăng các nơi đến, quý vị sẽ nhìn thấy qua như hòa thượng viện chủ của chùa Đường Ngự vừa nói đó, thì chúng ta cũng có gieo duyên xuất bát, một cái hạnh duyên rất là to lớn để mà cúng dường với chư tăng, là mảnh ruộng phước phước điền lớn lao, nhất là trong ngày Phật đản, để mà tái hiện lại cái hình ảnh mà Đức Phật và 1250 tỳ kheo vân du khắp nơi để mà trì bình và để hóa độ. Rồi sau đó thì như hòa thượng viện chủ cũng nói là dễ gì mình có cái cơ hội để mà được tánh Phật, thấy không? Thì tất nhiên là quý vị cũng có thể làm tại nhà, nhưng mà cái không khí, cái môi trường, cái tinh, cái lực của tinh, cái lực của chúng là cái lực nó rất là vô biên. Cái môi trường thánh thiện đó, người ta nói cơm có canh, tu hành có bạn. Thế thì chúng ta tấm hình ảnh Đức Phật đó là về mặt hình thức để mà nhớ lại sự kiện lịch sử chiến rồng phun nước bảy bước xưng tôn, nhưng mà nhắc nhở chúng ta cũng tắm rửa những cái phiền não, cái nhiễm ô ở trong lòng mình, và cũng làm hiển khai hé lộ ông Phật ở bên trong chúng ta. Thế thì lễ hội, và đây cũng là gọi là mái chùa che chở hồn dân tộc đấy, thì quý vị đến cũng góp phần duy trì văn hóa dân tộc về áo dài, về trang sức, về ca nhạc, về ẩm thực, về mọi thứ. Nó là cái niềm vui chung, nó là cái sự ấm áp cho cộng đồng người Việt khi mà phải sống ở nước ngoài. Nó rất là nhiều ý nghĩa, và nhất là quý vị dẫn con cháu đến thì dần dần họ sẽ mến, sẽ thương, sẽ quý, sẽ có kỷ niệm về Phật đản. Cho nên cái ý nghĩa nó rất là lớn lao trong việc ôn học, tu học, trong việc góp phần cho thành tựu đại lễ Phật đản, trong việc kết nối những năng lượng nượng lành, và chúng ta cùng nhau học và tu theo chánh pháp của Như Lai. Cái ý nghĩa riêng cho mình, và còn ý nghĩa chung cho chùa, cho đại lễ, cho tăng đoàn và cho cả cái cộng đồng nữa. Cho nên là quý vị hãy cố gắng sắp xếp để có một ngày kỷ niệm sinh nhật của Đấng Chí Lành thật là trọn vẹn ở tại chùa Đường Ngự. Con cảm ơn Hòa Thượng Chủ tịch và cảm ơn tòa đồng trí. Thì kính thưa quý vị, chúng ta thấy cái buổi lễ xuất bát có một lần Ngài Đại Ca Diếp, Ngài đi ngoài đường, Ngài thấy một bà cụ bà rên, bà la, bà trách, bà nói trời sao mà bất công, khi người thì giàu có, người thì nghèo, giống như tôi đây ba ngày không có một miếng ăn. Thì Ngài Ca Diếp, Ngài mới thương bà cụ và nói tại sao bà không bán cái nghèo đó đi. Thì thưa quý vị, Ngài Ca Diếp, Ngài nói với bà cụ như vậy, nói bà cụ bà nói nghèo ai mua mà bán, nói ta mua cho, ta mua cái nghèo cho người, để sau cái kiếp sau nhà người sẽ được giàu có. Thì nói bây giờ con không có cái gì để mà cúng dường, làm sao mà con cúng dường cho Ngài. Thì Ngài chỉ có trong một cái thau hiêu thẩm đó, cơm hiêu thẩm như vậy đó, thúi. Thì bà cụ bà mới nói chuyện này, Ngài ăn Ngài bệnh thôi à, nhưng mà Ngài Ca Diếp Ngài mới thọ dùng cái không sao đâu, thọ dùng. Thì Ngài Ca Diếp Ngài đã nhận, và sau khi cái tối đó là bà cụ bà chết đi, thì Ngài Ca Diếp sáng đó Ngài ngồi thiền, Ngài tìm thử bà cụ bà sanh chỗ nào, thì cho cô bà sanh lên trên cõi trời, một tiên nữ. Và khi mà sanh lên cõi trời, các vị đi là bay đi chỗ này chỗ nọ để kiếm những cái thú vui dục lạc. Ngài mới sợ bà cụ, bà tiên nữ này sẽ bị đọa lại, cho nên Ngài bay lên cõi trời bằng cái thần thông của Ngài, chặn lại để nói cô tiên nữ kia hãy dừng đi chơi, nếu không Ngài ngươi sẽ bị hết phước. Cho nên cái cô tiên nữ cổ mới giật mình, cổ không biết là ai đây. Cái Ngài Ca Diếp Ngài phải thương nữa, cho cái cặp mắt để mà nhìn cái quá khứ kiếp là bà cụ. Thì Ngài Ca Diếp Ngài mới chỉ cô hãy đi qua chỗ Đức Phật mà cúng dường và quy y Tam Bảo để mà thọ mạng cái kiếp số của tiên nữ này. Thì cô tiên nữ này đã vâng lời dạy của Ngài Ca Diếp để rải hoa cúng dường Đức Phật và quy y Tam Bảo để thực thọ dụng cái đời sống ở cõi trời tăng thêm hơn nữa. Cũng hết thời gian, thì kính thỉnh Hòa Thượng và Thượng Tọa chào quý vị. Cảm ơn Hòa Thượng, cảm ơn tất cả quý vị.
gặp lại quý vị vào thứ bảy này, lúc 10 giờ vậy đó phải. Xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay